Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Nguyễn Thị Kim Ngân một vợ hai chồng. Vào ngày mùng 4 tháng 12, bà Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri, có nghĩa là bà đến với vai trò một đại biểu Quốc hội và là chủ tịch Quốc hội. Theo hiến pháp, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước với ba chức năng chính. Một lập hiến, lập pháp, hai là quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ba là giám sát tối cao các hoạt động của nhà nước tuy nhiên bà chủ tịch quốc hội này đã hoàn toàn đóng vai trò một cán bộ đảng viên đảng cộng sản để trả lời thắc mắc của cử tri về việc một số quan chức bị đảng kỷ luật không công bằng bà nói ban bí thư quyết định nếu có khiếu nại thì thẩm quyền xem xét của bộ chính trị nếu vẫn còn khiếu nại thì Ban chấp hành Trung ương sẽ xem xét, giải quyết việc kỷ luật cán bộ cấp cao là thuộc thẩm quyền của Ban Bí Thư, mức nặng hay nhẹ căn cứ vào kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các ý kiến của cử tri liên quan đến vụ việc sẽ được Chủ tịch Quốc hội tiếp thu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và trả lời cử tri sau. Tại sao Chủ tịch Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của người dân và của nước lại tiếp thu ý kiến của người dân? và sau đó báo cáo lại với một bộ phận nào đó của đảng có thẩm quyền rồi mới trả lời được cho người dân tại sao lại có những cơ quan bộ phận nào đó có thẩm quyền để mà chủ tịch quốc hội phải báo cáo lại nhưng quan trọng hơn hết tại sao quốc hội là cơ quan giám sát tối cao hoạt động của nhà nước lại không giám sát việc nhà nước thực thi những biện pháp pháp lý đối với những hành vi vi phạm luật pháp nếu có của các quan chức trong nhà nước mà lại tiếp thu và báo cáo chuyện kỷ luật nội bộ của một đảng đối với đảng viên của họ bà ngân vừa là chủ tịch quốc hội vừa là ủy viên bộ chính trị thì ai cũng biết bà thuộc loại có thể ví von như là đàn bà hai chồng một ông chồng lớn là đảng và ông chồng bé là quốc hội điều này ai cũng hiểu trong chế độ toàn trị lang trạ nhập nhằng tuy nhiên cần phải rõ ràng đêm nào bà làm bổn phận nhiệm vụ cho ông chồng nào để vào phòng cho đúng. Lần sau khi gặp dân và trả lời chuyện đảng, thì bà cứ đi với tư cách là ủy viên bộ chính trị của đảng và tha hồ tuyên bố vung viết chuyện đảng của bà xử lý lẫn nhau. Còn đi với tư cách là chủ tịch quốc hội thì hãy phục vụ ông chồng quốc hội, đừng nằm giường này mà leo lộn qua giường kia. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân ngày càng dễ thương đến thế sao? Tại sao ngày nay người dân trong nước và hải ngoại mỗi lần thấy bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên đọc diễn văn và phát biểu bất cứ điều gì thì họ gọi bà là con đái kỹ? Tôi coi đây là cuộc nói chuyện giữa cá nhân với nhau. Xét về mặt công dân thì tôi và cô như nhau. Về địa vị thì cô là chủ tịch quốc hội, còn tôi là một cựu chiến binh nhưng chức vụ hay tài sản không làm gì nên giá trị con người. Xét về độ trải đời thì cô chỉ kém tôi 2 tuổi nói thế để nhắc rằng cô cũng đã già đi xe buýt thì được nhường chỗ đi xe lửa thì được giảm giá vé tuổi tác không nói lên sự khôn ngoan của con người nhưng qua việc theo dõi lời nói việc làm của cô tôi chắc rằng cô còn ấu trĩ dại dột cho dù cô ngầm có mục đích sâu xa đi chăng nữa thì vẫn cứ dại dột điều chắc chắn hơn là cô không thể yêu nước thương dân hơn tôi chỉ riêng chuyện cô phấn đấu lên đến chủ tịch quốc hội dưới chế độ cộng sản đã nói lên điều đó sau khi cô nhậm chức chủ tịch quốc hội được một ngày, trong buổi gặp mặt báo chí ngày 23 tháng 7, cô nói, bảo vệ hòa bình không phải là hô hào cho thật to, kích động thế này thì khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ, nhưng những người đó, tổ chức đó đã làm được gì cho đất nước? Họ chưa làm được gì cả. Tôi giật mình khi cô phát ngôn như vậy, không phải tôi lạ vì câu nói đó, mà lạ vì người nói ra câu đó lại là cô cô phát ngôn trong bối cảnh đang nói về chủ quyền biển đảo của đất nước bảo vệ chủ quyền của đất nước không của riêng ai mà là của mỗi người dân khi chủ quyền của đất nước bị đe dọa người dân thường dù không có quyền chức trong tay đều phải thể hiện tình yêu đối với tổ quốc dưới mọi hình thức mà hình thức đầu tiên nghĩ đến là biểu tình phản đối quân xâm lược ngoài ra còn nhiều hình thức hoạt động khác công dân nào có điều kiện khả năng mà không làm điều đó là vô trách nhiệm với đất nước Trước đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chẳng từng phê phán những hạng người như thế là đắp chăn chờ độc lập đó sao? Ấy thế mà nhà cầm quyền lại đàn áp người biểu tình chống giặc, đánh đập họ, bắt đi cải tạo, bắt tù, gán cho họ cái nhãn là phản động. Nếu là phản động thì họ chỉ phản động đối với kẻ xâm lược và bọn bán nước chứ đối với Tổ quốc thì không. Bằng việc đàn áp biểu tình yêu nước, nhà cầm quyền đã tước đi của người dân quyền con người đã được ghi vào hiến pháp và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và khốn nạn hơn là tước đi của họ quyền yêu nước. Có một bài mà nhà cầm quyền rất hay sử dụng đó là đã có đảng và nhà nước lo. Những người yêu nước chân chính và tỉnh táo không bao giờ yên tâm để cho đảng và nhà nước lo. Họ đã để cho đảng và nhà nước lo nhiều rồi, từ năm 1930, từ năm 1945 cơ, và họ không dám tin đảng và nhà nước nữa bằng chứng là lãnh thổ Việt Nam đã co lại so với thời kỳ năm 1954. Co lại ở đâu ư? Hãy nhìn lên tháp bản dốc ải Nam Quan, nói chung là toàn bộ biên giới Việt Trung. Hãy nhìn ra Hoàng Sa, Trường Sa thì biết. Và bây giờ, thêm cả tới ba đặc khu. Trước kẻ thù xâm lược, dù chỉ có tay không, nhưng còn trái tim, khối óc, người yêu nước không thể ngồi im. Kẻ thù rất sợ tình cảm yêu nước, lòng tự tôn của người dân ở đất nước mà chúng lăm le xâm chiếm việc làm của họ không thể gọi là kích động như cô nói vậy trước đây trong cuộc chiến tranh với mỹ và việt nam cộng hòa ai là kẻ kích động hàng vạn người dân xuống đường và hồi đó nếu xuống đường không có tác dụng gì sao họ lại phải làm như thế đánh đáng biểu tình không quyết định việc giữ được chủ quyền nhưng việc làm này góp phần giữ chủ quyền Cô nên nhớ, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã hỗ trợ rất nhiều cho nhà nước trên mặt trận ngoại giao. Còn nếu chỉ im lặng, nhịn nhục, xin sỏ, đặc biệt là mơ hồ trước lời mật ngọt mà không nhìn thấy mũi dao sau lưng, thì không những không giữ được chủ quyền mà còn làm cho giặc lấn tới. Mất nước lúc nào không hay. Trên thực tế thì Việt Nam đang mất dần chủ quyền vào tay Trung Cộng. Điều này ai cũng thấy. Cô đặt câu hỏi những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước, rồi khẳng định chưa làm được gì cả nhà thơ trần mạnh hảo có viết đến ông hồ chí minh cũng chưa dám hỏi nhân dân câu hỏi kiêu ngạo trịch thượng này như bà chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chưa ai như bà kim ngân huênh hoang dám hỏi dân câu này bà làm được gì xưa nay leo lên bằng cái vốn vay ngân hàng bà đã làm gì cho đất nước chưa câu hỏi này tôi đã đọc và nghe không biết bao nhiêu lần được coi là bài tụ của đám dư luận viên hạng bét nhằm tấn công những người chống trung quốc mà người ta cho chung vào một rọ phản động Tôi đi bộ đội vào lúc vừa mới đủ tuổi nghĩa vụ quân sự cho đến khi về hưu. Trong đó có 5 năm khốc liệt nhất của cuộc chiến. Thế mà có những cháu 18, 20, thậm chí là còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông đã dám hỏi tôi rằng chú đã làm gì cho đất nước chưa? Tưởng bài ấy đã cú mềm, ai ngờ nay nó lại xuất hiện từ miệng một vị lãnh đạo nằm trong tứ trụ hẳn hoi. Thì ra, trình độ của Chủ tịch Quốc hội nước ta chỉ đến như vậy mà thôi. Trước câu hỏi ấy, tôi không bao giờ trả lời vì nó quá ngây ngô, ấu trĩ, vì mất thời gian với đám trẻ ăn chơi no lo cho tới ấy. Nhưng khi nó được phát ngôn từ miệng vị chủ tịch quốc hội thì tôi buộc phải có lời. Câu hỏi này là cô dành cho những người được cô gọi là đám người ồn ào, kích động. Cô đã rất coi thường quần chúng. Cô cho rằng chỉ có đảng của cô và những người nghe theo hoặc sợ đảng mà im thiên thiết mới gọi là làm được gì cho đất nước. Cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc triệt tiêu lòng yêu nước của người dân, nhưng chưa được hoàn toàn. Có phải vì thế nên cô chưa mãn nguyện? Giọng cô tỏ ra hàn học với họ. Cô nên biết trong số ấy có nhiều tri thức của chế độ, cựu chiến binh, những người từng là quan chức cao cấp của nhà nước đấy cô ngân ạ. Ai cũng hiểu, nộp thuế là nghĩa vụ của công dân, mà đã nộp thuế tức là đóng góp vào ngân sách nhà nước dù muốn hay không mỗi người khi mua một sản phẩm là đồng nghĩa với đóng thuế đóng thuế tức là đã làm cho đất nước chẳng lẽ cô không hiểu điều đó hay sao đóng góp cho đất nước không kể người dân bình thường hay người có chức có quyền có khi chức càng cao làm cho đất nước thì ít nhưng làm hại đất nước thì nhiều chứ đâu phải kẻ có quyền mới làm được gì cho đất nước cô biết lê chư thống chứ hồi ấy to nhất nước đấy to hơn cả cô bây giờ Vậy mà hắn đã làm được gì cho đất nước? Cô cứ hỏi một em học sinh lớp 4 thì biết. Tôi chỉ sợ cô và đảng của cô đang dẫm phải bước chân Lê Chư Thống mà thôi. Xin lấy phải ví dụ những việc đảng của cô đã làm cho đất nước. Cải cách ruộng đất đã quy địa chủ cho 172.000 người, trong đó 71,66% bị oan sai, hành quyết và bức tử hàng chục ngàn người còn điều không tính được thành con số như không khí sợ hãi nghi kỵ oán thù bao trùm lên nông thôn miền bắc luôn thường đạo lý bị đảo lộn con tố cha vợ tố chồng đảng của cô đã triệt tiêu kinh tế cá thể đưa nông dân vào hợp tác xã triệt tiêu kinh tế tư bản tư doanh tịch thu nhà máy hầm mỏ của họ để đảng quản lý đảng của cô cứ tưởng giỏi đánh nhau thì cũng giỏi quản lý kinh tế giỏi quản lý đất nước nên mới dẫn đến tình cảnh đất nước đứng bên bờ vực thẳm vào năm 1986. Cuộc chiến tranh năm 1955 đến năm 1975 cướp đi sinh mạng của khoảng 4 đến 5 triệu người. Tuy thống nhất được đất nước, nhưng đảng đã kéo miền Nam tụt xuống bằng miền Bắc, mà không hiểu tại sao đảng của cô đi đến đâu, dân sợ đến đấy. Năm 1954, một triệu dân miền Bắc di cư vào Nam, sau năm 1975, hàng triệu thuyền nhân bỏ nước ra đi, bất chấp đói khát trên thuyền, bất chấp hại tặc làm mồi cho cá biển. Không thiết đến những nhà lầu xe hơi bỏ lại ở Sài Gòn, không thiết vàng bạc đút lót để được vượt biên, chỉ cần tay không miễn là đến được bến bờ tự do. Còn bây giờ, không biết đảng của cô đóng góp những gì cho đất nước, mà các lĩnh vực kinh tế xã hội mặt nào cũng nát bét. Đảng cứ động vào chỗ nào là y như rằng tham nhũng đổ bể chỗ đó từ các quả đấm thép đến hệ thống ngân hàng, các dự án trọng điểm, bố xít Tây Nguyên thì thua lỗ, nhưng cố đấm ăn xôi. Khắp nơi chỗ nào cũng có công trình Trung Quốc, trúng thầu, xây lắp bằng công nghệ lạc hậu. Khắp nơi chỗ nào cũng có người Trung Quốc ngông nghênh coi thường dân Việt, là nỗi ám ảnh cho những người biết lo đến an ninh của đất nước. Những kẻ chiếm đoạt tiền thuế làm của riêng, dùng tiền thuế của dân ăn chơi đàng điếm, trụy lạc, đầu tư bừa bãi, không sinh ra hiệu quả còn vốn của dân đóng góp cụt dần thì có gọi là làm cho đất nước hay không? Và xin hỏi cô, những người ấy là đảng của cô hay là những người mà cô gọi là ồn ào kích động? Đến đứa trẻ cũng biết là đảng của cô tham nhũng, chứ người không có quyền thì tham nhũng làm sao được? Trẻ con vừa ra đời, đảng của cô đã giao ngay cho 35 triệu đồng nợ công. Còn sự kiện thời sự nóng bỏng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và mưu sinh của người dân là gì? Chắc cô cũng đã hiểu đó là đảng rước thẳng Formosa về để nó giết chết biển miền Trung, giết rừng ngập mặn, giết cả chim muông, con người, còn người dân thì đang chết dần chết mòn. Vậy mà đảng phải nhẫn tâm cầm 500 triệu đô la Mỹ đánh đổi, khoe chiến công, thật là vô liêm sỉ. Giờ đây còn quỳ gối dân ba đặc khu cho chúng. Chẳng hiểu đảng của cô đóng góp được gì cho đất nước, mà đất nước lúc nào cũng hụp lặn ở vũng trũng của thế giới và khu vực không ngóc đầu lên được. Ngay cả Campuchia hay Lào, nó cũng dễ dàng vượt mặt, bỏ lại ông anh Việt Nam đang lóc ngóc phía sau, còn nó không hơi đâu dừng lại đợi. Việt Nam đi làm thuê, làm ô xin khắp thế giới, được gọi dưới cái tên Mỹ Miều là Hợp tác Lao động. Năm 2014, Liên Hợp Quốc xếp Việt Nam áp chót trong bảng xếp hạng các quốc gia đáng sống. Thứ 124 trên 125 số nước được xếp hạng. Cô có thấy tự hào hay không? sao những gì đảng của cô làm cho đất nước kinh sợ đến như vậy giá như ngày ấy đảng của cô không sinh ra thì đất nước đâu đến nỗi bi đát tang thương như thế này bây giờ chót rồi tôi chỉ mong đảng của cô né sang một bên cho người khác làm hoặc hợp tác với các đảng phái khác cùng làm đừng khư khư ôm lấy một mình rồi chê người khác không làm gì cũng trong buổi tiếp xúc với báo chí hôm ấy cô còn dám đứng ở vị trí cha mẹ dân mà phán rằng ngay trong gia đình nếu bố mẹ không tôn trọng con cái thì ra đời con cái không tôn trọng người khác cũng nhà thơ trần mạnh hảo viết bà chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân xưng mình là mẹ nhân dân việt nam còn cha nhân dân là ai xin bà hãy nói rõ đảng là đầy tớ của nhân dân ông hồ đã dạy mà bà ngân quên rồi ghế trên bà tót lên ngồi xưng mình là mẹ dân ôi ôi sỗ sàng cô ngụy biện nếu đâu đó xảy ra mất dân chủ dân chủ hình thức thì đó là cái sai của tổ chức cá nhân cụ thể, không phải là bản chất nhà nước. Nhưng thôi, tôi viết cũng đã dài, khi nào có thời gian sẽ bàn đến hai câu này của cô. Lời cuối khuyên cô rằng, đừng vì chóa ngợp với chức vụ mà say sư nổ. Hồi còn chưa làm chủ tịch quốc hội, cô đâu đến nỗi đáng ghét như thế. Phụ nữ mà ham quyền lực thì kinh khủng lắm đấy. Kinh hơn đàn ông rất nhiều. Là chính khách, cô cần phải học nhiều lắm từ lời ăn tiếng nói từ dáng đi cách lựa trang phục sao cho phù hợp với lứa tuổi với bối cảnh cô đừng dại dột mà tiếp tục đứng ra phát ngôn thay cho mấy lão khôn ngoan lọc lõi đang đứng đằng sau cô kia kìa nhưng điều quan trọng hơn cả là cô phải có cái tâm cái tâm đối với đất nước với nhân dân khi đó nếu cô còn vụng dại thì nhân dân cũng dễ thể tất